thấy bát hương có dấu hiệu nguy hiểm này phải thay ngay, kẻo đắc tội với thần linh, tiền bạc, tiêu tán gia đình. Vâng, xin được hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho ban biên tập của chương trình, xin mến chúc tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, hiện tượng bát hương bốc cháy, chân nhang cháy âm ỉ hay còn gọi là bát hương hóa âm khiến cho rất nhiều gia chủ cảm thấy lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Không biết liệu đây có phải là dấu hiệu hay điềm báo gì đó từ cõi tâm linh gửi tới họ hay không? Nhiều người thậm chí là mất ăn mất ngủ và tìm cách đi giải hạn ở khắp nơi vì cho rằng đây là điều xui xẻo. Bởi lẽ bát hương là một vật phẩm linh thiêng trên bàn thờ, đây cũng được xem là nơi ngự giá của tổ tiên cùng với các vị thần linh. Việc thắp hương cũng hoàn toàn không phải là điều mê tín dị đoan, mà đây chính là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Thắp hương giống như là một cách để gia chủ bày tỏ lòng thành kính, gửi gắm thông điệp đến với người đã khuất. Vậy nên gia chủ cho rằng việc bát hương bốc cháy phải là có người âm đang nổi giận. Vậy thì thực hư về vấn đề này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với Phong thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu ngay sau đây. Hiện tượng bát hương bốc cháy có điểm báo gì? 1. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đâu là lý do khiến bát hương bị bốc cháy. Có thể nói đây không phải là một hiện tượng diễn ra thường xuyên, bởi nếu suy nghĩ kỹ thì nó rất khó xảy ra. Khi chúng ta thắp nhang, sẽ không cháy thành lửa mà cháy từ từ, đúng không ạ? Tuy nhiên, có một vài lý do mà chúng ta không thể bỏ qua khi phát hiện hiện tượng chân nhang bốc cháy. Trước tiên, bạn không cần phải quá lo sợ nếu một ngày đột nhiên bát hương, bát nhang thờ nhà mình bốc cháy. Chân hương, bát hương bốc cháy bởi chúng ta có nhiều nguyên nhân. Đó có thể là nguyên nhân hết sức bình thường mà chúng ta không ngờ tới hoặc cũng có thể là một điềm báo riêng. Tuy nhiên, trước hết, để có thể hạn chế được việc chân bát hương bát nhang bốc cháy gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến các vấn đề linh thiêng cũng như không gian tâm linh trong gia đình, chúng ta nếu có điều kiện nên sử dụng các loại bát hương bát nhang thờ bằng gốm sứ, như vậy sẽ hạn chế được nguy hiểm. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể khiến cho bát hương bốc cháy. 1. Thứ nhất, gia chủ thắp hương quá nhiều lần trong một ngày. Như đã nói thì một tàn lửa nhỏ không thể dẫn đến cháy, nhưng nếu trường hợp bạn đốt liên tục làm bát nhang nóng dần lên, càng nhiều tàn nhang thì càng dễ dẫn đến việc cháy chân nhang. Dẫu biết rằng nén nhang chính là tấm lòng thành tâm và đạo hiếu của chúng ta dâng lên thần Phật cùng với những người đã khuất, nhưng mà mỗi ngày chúng ta chỉ nên đốt tối đa là 2 lần mà thôi. Buổi sáng, đối với bàn thờ thần tài, đặc biệt là với các cửa hàng kinh doanh buôn bán hay công ty, và buổi tối, đối với bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật. Tuy nhiên, trong các trường hợp đốt nhang nhiều lần trong ngày, có thể nghĩ ngay đến các trường hợp sử dụng bát hương có kích thước lớn thì bạn nên chọn bát hương to hơn và thường xuyên kiểm tra để có cách xử lý kịp thời. Thứ hai, bát hương được đặt ở hướng có gió thổi. Mặc dù lửa trên nhang không nhiều, nhưng nếu có sự xúc tác của những cơn gió thì việc trên nhang bát hương bốc cháy là có thể xảy ra. Chính vì thế, khi đốt nhang bạn phải để ý, đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng, có nhiều gia đình sẽ có phòng thờ riêng. Tuy nhiên, phần đông các gia đình Việt tiến hành thờ cúng ông bà, tổ tiên, thần Phật ngay tại trong phòng khách trong mỗi nhà. Như vậy, không thể nào tránh khỏi việc mở cửa ra vô khi thắp nhang. Cho dù buổi tối hay ban ngày thì có gió sẽ thúc đẩy nhang cháy lớn hơn. Gió càng to thì dẫn đến việc bát hương bát nhang bốc cháy càng lớn. Thứ ba, bát hương lâu ngày không được dọn dẹp. Đây là lý do đầu tiên có thể dẫn đến việc chân nhang bốc cháy. Có rất nhiều gia đình ngày nào cũng thắp nhang, khiến cho nhang trong bát ngày một nhiều lên và chúng bắt đầu khô dần đi. Rất dễ hiểu thôi, một khi nhiều thì chỉ cần một tàn nhang phía trên vô tình rơi xuống vẫn dễ dàng làm cho chân nhang phía dưới đã khô bốc cháy. Bắt đầu từ việc cháy âm ỉ cho đến khi cháy rụi, đó là nguyên nhân khiến cho bát hương bốc khói lớn hơn. Khi chân bát hương đầy, chúng ta có thể tiến hành rút bớt chân nhang ra khỏi bát hương để tránh các trường hợp chân nhang bốc cháy. Như vậy, có thể do một vài lý do khách quan khác mà bạn không thể ngờ được. Chính vì thế, nếu thật sự do những nguyên nhân này thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Và những người không tin vào tâm linh, họ cũng có suy nghĩ như vậy. 2. Xét theo quan niệm tâm linh, bát hương bốc cháy là điềm lành hay điềm dữ? Ở phương Đông chúng ta, vấn đề tâm linh vẫn luôn rất quan trọng với hầu hết tất cả mọi người để cầu cúng điểm may mắn đến với gia chủ. Chính vì thế, khi bát hương đột nhiên bốc cháy thì đó cũng là vấn đề chúng ta cần phải lưu tâm, vì bát hương được cho là một vật rất linh thiêng.
hiện tượng chân nhang của bát hương bốc cháy được xem là một điềm báo từ cõi âm. Nó có thể tốt hoặc xấu, nhưng tất cả đều làm cho người khác cảm thấy hoang mang và lo lắng. Trong các trường hợp đã lựa chọn được bát hương thờ phù hợp, chuẩn về kích thước, đã rút bớt chân nhang trong bát hương và không gian thờ cúng, đã ở trong một phòng riêng biệt mà vẫn có trường hợp chân nhang, bát hương bốc cháy, thì có hai trường hợp. 1. Cháy ở phần trên và cháy thành ngọn lửa lớn, hiện tượng này người xưa gọi là hóa dương. Nếu thật sự là như vậy thì bạn không có gì cần phải lo lắng, bởi đây là một điềm báo vô cùng tốt, thường thì bạn và gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Con đường tài lộc cũng sẽ thay đổi theo. Khi cháy bát hương, thần tài, tổ tiên hay bát hương thổ công thì đó là điềm báo sắp có chuyện gì đó xảy ra với gia chủ. Nếu bát hương hóa dương nhanh, cháy đùng đùng với lửa lớn thì đó là điềm báo tốt lành, nhà bạn sắp có lộc, làm ăn thuận lợi. Thứ hai, chân nhang cháy từ dưới lên và không tạo thành lửa. Chân nhang bắt đầu cháy âm ỉ từ phía dưới lên, không tạo thành lửa nhưng có thể tạo thành ra những làn khói đặc trưng. Đây hoàn toàn là một điềm báo rất xấu, báo hiệu như sắp có chuyện không tốt có thể xảy ra. Thứ nhất, vấn đề mồ mả của những người thân đã mất đang bị động. Lúc này, bạn nên đi kiểm tra xem có thật sự là như vậy hay không. Nếu không có kinh nghiệm, bạn có thể nhờ đến các sư thầy hoặc ông bà trong dòng tộc của mình nhờ giúp đỡ. Thứ hai, gia chủ chắc chắn sẽ là phải đối mặt với vấn đề khó khăn trong cuộc sống, từ chuyện làm ăn ảnh hưởng đến gia sản của mình, có thể sắp bị mất cắp chẳng hạn. Việc của bạn cũng phải làm đó là thật bình tĩnh và nhắc nhở những thành viên trong nhà hết sức cẩn thận, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra. Vậy khi chân nhang hoặc bát hương bốc cháy thì gia chủ cần phải làm gì? Thông thường, bát hương bốc cháy đem đến nhiều rủi ro cho gia đình gia chủ, khiến cho bạn lo lắng. Có những người ngày đêm không ăn không ngủ vì phải suy nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn có cách hóa giải nên bạn chỉ cần thực hiện đúng và yên tâm hơn là được. Đầu tiên, dù là cháy thành lửa hay không thành thì bạn cần phải ngay lập tức tiến hành dọn dẹp và lau chùi bàn thờ xung quanh một cách sạch sẽ. Bạn tiến hành tỉa bớt phần chân nhang đi, đồng thời giải một ít tro hương trước nhà. Đối với hiện tượng hóa dương thì bạn nên hóa tro dương ở sau nhà. Sau khi mọi thứ đã trở lại như cũ, lúc này bạn mua đồ thờ thông thường và thêm vào đó là đồ lễ để hóa giải, thường sẽ là hoa quả. Hóa dương thì mua số lượng lẻ, còn hóa âm thì mua số lượng chẵn. Bạn nên nhớ điều này. Ngoài ra, để tránh trường hợp chân nhang bát hương bốc cháy khi đốt nhang, nếu lửa còn thì bạn nên để mắt một tí. Bạn không nên để bát nhang nhà mình ở hướng gió, chúng sẽ làm cho nhang bị tắt cũng như làm bốc cháy chân nhang. Đặc biệt, thắp nhang phải thành tâm, đừng đùa giỡn, bởi đây là khu vực cực kỳ linh thiêng. Theo tâm linh, bát hương được coi là căn nhà vô hình của tổ tiên trong gia đình. Vì thế, bạn nên kính cẩn và thành tâm mỗi khi thờ cúng và thắp hương. Quý vị thân mến, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thần Phật và những người đã khuất trong gia đình bắt nguồn từ hàng ngàn đời nay và ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam chúng ta. Khi thờ cúng thì các gia chủ cần phải đặc biệt lưu ý tới bát hương trên bàn thờ, bởi đây không phải là một đồ vật thông thường. Chính xác hơn thì bát hương là một vật phẩm phong thủy mang nhiều giá trị lớn lao về mặt tâm linh và thuộc về đức tin của con người. Trong phần tiếp theo của video này, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ về những điều kiêng kỵ xoay quanh bát hương và bàn thờ mà gia chủ cần phải tuyệt đối không được phạm phải, kẻo chuốc lấy tai họa cho cả gia đình. Một số kiêng kỵ đối với bát hương để tránh không phạm phải đại kỵ. 1. Không tùy tiện xê dịch bát hương, không đặt bát hương trong tranh. Bát hương thường được đặt chính giữa bàn thờ, tuyệt đối trong một năm và không được xê dịch tùy tiện, kẻo gia đình gặp tai họa, xui xẻo ập đến. Bạn nên chú ý đến cuối năm thay bát hương phải dùng bàn tay sạch sẽ để thay. Chân hương sau khi dọn ra, mang ra hồ xông bỏ hoặc đốt hết, phải giữ lại số chân hương là số lẻ. Điều này sẽ khiến cho gia đình của bạn an yên, tài lộc, sức khỏe, hạnh phúc quanh năm. Như đã nói ở trên, bát hương là vật linh thiêng nên cần phải cố định. Bạn không nên liều lĩnh đặt bát hương trông tranh, lệch bên trái hay lệch bên phải. Cho dù bàn thờ lớn hay nhỏ thế nào, cũng phải nhớ có đủ 3 bát hương. Bát chính giữa là to nhất để thờ các quan thổ công, thổ thần, táo quân. 2 bát hai bên là thờ ông bà tổ tiên của gia đình mình. Trên bàn thờ luôn phải có đèn dầu hoặc nến để thể hiện sự tôn nghiêm của chốn linh thiêng. 2. Không đựng cát trong bát hương. Nhiều gia đình đổ cát vào trong bát hương để cắm nhang mà không thể ngờ đây lại là một quan niệm sai lầm.
Phong thủy quan niệm cát là thứ bụi bặm ô uế nên để trong vật linh thiêng như bát nhang thì gia chủ khó mà tránh khỏi tai ương xui xẻo. Tốt nhất gia chủ nên lấy cho bếp được đun bằng rơm bỏ vào trong. Có như vậy thì tài lộc mới đầy nhà, vui vẻ và hạnh phúc. 3. Không đặt sai số lượng bát hương trên bàn thờ. Trên bàn thờ gia tiên thường thì sẽ bày ít nhất là 2 bát hương, một thờ thần linh và một thờ gia tiên. Cũng có gia đình chỉ có một bát hương thì là do khi xây nhà họ mượn tuổi chưa đổi về gia chủ đúng trên giấy tờ. Hoặc cũng có thể là do gia đình quyết định thờ chung. Lại có nhà bày đến 4 bát hương thì là do họ tách ra thờ riêng. Bát hương cho tổ cô và bát hương cho ông Mãnh. Theo quan niệm tín ngưỡng lâu đời, các gia đình sẽ thường bày bát hương tương ứng với số lẻ là 3, 7, 12 và gặp nhiều nhất là 3 bát hương. Sẽ sắp xếp theo thứ tự là bát hương thờ tổ cô ông Mãnh đặt bên trái, thờ thổ công thần linh ở giữa và thờ gia tiên ở bên phải là đầy đủ nhất. Cũng có nhiều gia đình đặt quá nhiều bát hương trên bàn thờ gia tiên, thờ đầy đủ tổ tiên, ông bà, cụ kỵ, bố mẹ, bà cô, ông Mãnh, khiến cho bàn thờ bị quá tải, bày không đúng cách, sẽ không tận dụng được sức mạnh từ tâm linh. Theo quan niệm, chưa kể cũng có nhà trong bát hương không ghi rõ cốt ở trong là thờ ai, khiến cho tổ tiên thần linh không có chỗ để về ngự, vô tình lại khiến cho gia đình phạm lỗi không đáng phải mắc phải. 4. Không dùng bát hương làm bằng đá. Bát hương làm bằng đá là điều tối kỵ bởi chất liệu này chỉ phù hợp với miếu chùa chứ không hợp với bàn thờ trong nhà. Nếu gia chủ cố tình sử dụng chất liệu này thì rất có thể tài lộc trong nhà sẽ bị mang đi hết. Một số kiêng kỵ trên bàn thờ để gia đạo được bình an và may mắn. 1. Cành vàng lá ngọc không nên đặt trên bàn thờ. Nhiều người đi lễ hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp đẽ để dâng cúng rồi lại xin lộc mang về trưng trên bàn thờ. Điều này là hoàn toàn không nên. Ở chùa thường có các vong hồn lang thang đến ăn mày cửa Phật. Có thể vong nào đó sẽ bám vào những cành vàng lá ngọc đó để về nhà bạn. Nếu đã mua những cành vàng lá ngọc đó dâng lên công đức rồi thì sau đó nên hóa đi. Hơn nữa cành vàng lá ngọc đó bạn không biết những người làm và đem bán có được đặt ở những nơi sạch sẽ hay không, hay là vứt linh tinh ở những nơi uế tạp. Vì vậy không nên tùy tiện đặt chúng lên trên bàn thờ, nơi thanh sạch nhất trong nhà của mình. Ngoài ra, ngày đầu năm, nhiều người còn có thói quen hái lộc ở chùa mang về nhà. Điều này là tuyệt đối không nên làm, vì cũng như giải thích ở trên, nhánh cây mà bạn coi là lộc mang về nhà ấy có thể có vong bám theo. Tương tự các cây ngoài đường cũng không được tùy tiện hái mang về nhà, đặc biệt là những cây có cành lá xum xuê, cổ thụ. Hoa quả giả không được dùng để thắp hương. Các chuyên gia khuyên không nên bày hoa quả giả lên bàn thờ mà chỉ nên cúng hoa quả thật. Bàn thờ nếu đặt những vật giả vào sẽ không thông thoáng và thanh tịnh. Việc thờ cúng quan trọng ở cái tâm, cho nên dù ít dù nhiều cũng nên dùng đồ thật để bày biện. Bạn cũng không được đặt hoa héo hay hoa khô trên bàn thờ, vì như vậy sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Tiếp theo, không lưu trữ tiền vàng giả từ năm này qua năm khác. Nhiều gia đình có thói quen bày tiền vàng lưu trên bàn thờ cả năm mà là không nên. Năm mới bước sang công việc mới, những đồ trên bàn thờ cần phải đốt hóa để mọi thứ đều mới. Cần phải hóa số tiền vàng đó vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, giúp cho gia chủ có sự luân chuyển về tiền bạc dồi dào, năm sau nhiều hơn năm trước. Theo quan niệm dân gian, nếu để quên không hóa vào cuối năm, việc làm ăn của năm tới sẽ bị ngưng trệ, gặp nhiều khó khăn. Vâng thưa quý vị, như vậy là trong video ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát đã cùng với các bạn giải mã về hiện tượng bát hương bốc cháy là điềm báo lành hay dữ. Và hy vọng rằng những thông tin trên đã cung cấp cho quý vị những cái nhìn sâu sắc hơn để bình tĩnh giải quyết vấn đề, không bị căng thẳng, lo âu, dẫn đến đối mặt với những trường hợp mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát. Và trước khi rời đi thì quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh cũng như là chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh mỗi ngày, cũng như là đón xem Phong Thủy Gia Cát để ủng hộ cho sự phát triển của kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mến chào.